chia sẻ với anh em tác phẩm đang làm của mình. Xong rồi, chỉ còn đợi ghép cây vào đây, bố trí các cái đường chạy rễ, các cái lỗ để cho rễ nó chạy từ bên này xuyên qua bên kia là xong thôi. Một công trình cổ và đổ vỡ, nó giống như là một cái công trình ở một nơi sau trận đất khủng khiếp. Các bạn có thể thấy đây, đấy, hai quả cầu này là cũng bị sứt mẻ này. Đấy, cái phần gạch đây là nó cũng bị lệch hướng này. Đây, các cái phần gạch đây nó bị vỡ này. Đấy, rất giống với một cái tàn tích sau một trận động. Ở bên dưới đây có rất nhiều các cái phần công trình nó bị vỡ và nó bị đổ xuống dưới đây. Đây là một cái cây cột bị gãy này. Đấy, rất nhiều các cái kết cấu tường gạch bị vỡ. Cái cây thì mình định ghép một cái cây dáng trực hoặc là dáng nó siêu, nó sẽ siêu từ đây ra đây. Mấy hôm nữa thì mình sẽ ghép cây vào đây. Đây, cái phần gạch đây nó cũng bị vỡ này. Cái viên gạch này là nó sắp rơi này. Đấy, nhưng mà mình đã dùng vữa mình gắn đây rồi. Đây là hai cái rãnh mà sau này các cái rễ lớn nó sẽ chui trong này đây. Bên đây nhá, rễ lớn nó sẽ chui trong này. Ở bên dưới đây có khe các bạn nhé, có lỗ nhá. Đấy, để rễ nó có thể nó chạy xuyên ra phía đằng sau. Đây, đây có lỗ này, để cho rễ nó chạy. Để có được các cái phần mảnh vỡ này là mình đã phải đập một cái chậu gạch mini. Đập nguyên một cái chậu gạch mini ra đây. Đấy, các bạn thấy đây. Thì nó mới giống được thật các bạn ạ. Bởi vì nếu mà gạch mini mình đập vụn thì nó sẽ không có dính vữa. Mà nếu có dính vữa thì cũng không giống thật. Đấy, cho nên là để giống thật thì bắt buộc phải đập vỡ một cái chậu gạch mini. Chậu gạch mini này là chậu mini, gạch mini chữ nhật bo góc đấy, rất là đắt tiền đấy. Đấy, các cái phần của chậu gạch mini nữa đây. Đấy, sau này cây nó bám chằng chịt dễ nó ăn và nó bám lung tung quanh bức tường này. Cây cột này là bằng đất nung đây, bằng đất nung xong rồi đập gãy ra đây. Đấy, có cái gì đấy nó mô phỏng theo tự nhiên. Có rất nhiều anh em đi kiếm cây trong tự nhiên, đến những cái ngôi nhà đổ vỡ ấy. Đấy là nó kiểu kiểu như thế này đây. Chia sẻ với anh em, lúc nào mà ghép cây nó nhìn ngon non thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nhé.